Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Có thể khiến cho vô tình thể bày cảm xúc phong phú như vậy, ngươi thật khiến ta bất ngờ đó. Bây giờ khoan hãy nói đến ta. Ta thắc mắc vô tình thể sau khi thức tỉnh sẽ như thế nào. Đừng hỏi, ta chỉ biết là sẽ có chuyện tốt phát sinh. Thánh Châu, chỗ này. Cách xa lâu như vậy, chỗ này vẫn không hề thay đổi gì hết. Ồ, có chuyện xưa sao? Lần đầu tiên ta tiếp xúc với luyện đan tri thức. Đại khái, nơi đây chính là chỗ đó, còn gặp được một người, về sau đã xảy ra không ít chuyện. Có phải là một cô nương có mái tóc hồng nhạt hay không? Làm sao mà ngươi biết? Ai? Sư huynh cứu ta. Thanh âm này. Thước băng, là cô cố ý đúng không? Hạ nghị. Khó trách cảm thấy quen mắt. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Mấy câu này phải là do ta hỏi ngươi mới đúng. Cùng một nơi, cùng một diễn biến là sao? Các ngươi đều là một dạng hay sao? Đứng lại. Đừng nói gì nữa, mau giúp ta. Chuyện nhỏ. Mau chạy. Hắn là Hạ Nghị ở trong truyền thuyết. Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Lợi hại à, nghe nói ngươi có thể diệt hai cái phủ cấp thế lực. Lời đồn quả nhiên là thật. Đừng giết bọn họ, chỉ cần giúp ta chỉnh đốn bọn họ là được. Đơn giản, nhưng ta muốn có thù nào? Thù nào? Cá nhân ngươi lớn như vậy, ta còn có thể cho ngươi cái gì? Ơi, Thành Thành Thành. Khi cách xa lâu như vậy, bất mãn nhu cầu của đệ lại tăng lên hay sao? Tuy rằng ngươi thực lực cường đại, thanh danh bên ngoài cũng rất là cao, còn là đan hội quán quân. Nhưng ta nghĩ chúng ta không nhau đâu. Thực sự xin lỗi, ngươi là một người tốt. Ngươi suy nghĩ cái gì vậy à? Cái ta nói là linh thạch. Chẳng lẽ ta còn không bằng linh thạch? Ngươi đường đường là đệ nhất đan hội, chỉ vì một ít linh thạch này. Không thấy mất mặt hay sao? Ai lại làm ăn cơ chứ? Cảm ơn cô đã chiếu cố, đã vậy. Bây giờ là thời gian làm việc. Đã tạ tiền bối vì đã hành hạ. Ấy. Mà người trở về nơi này làm gì? Ta trở về là vì xem có sót đồ vật nào không hay có sót đồ vật nào hay không. Còn ngươi, đệ nhất đan hội theo lý thì lên đến Tam Đại Châu rồi, vậy sao ngươi lại chạy đến Thanh Châu làm gì? Ta chuẩn bị đại diện cho Thanh Phong phái tham gia gặp mặt 6 tiểu châu, có chút ân tình muốn trả họ. Thì ra là vậy. Người hiện tại đường đường chính chính đan hội đệ nhất, thủ pháp luyện đan của ngươi có phải là xuất phát từ nơi này hay không? Nhưng tại sao ngươi dạy ta lần đó một chút thủ pháp để dùng còn không có? Cái này, nơi đây sớm đã bị ta dọn sạch sẽ rồi. Hơn nữa ta cũng có không có quan hệ gì với chỗ này. Ta là có kỳ ngộ khác. Kỳ ngộ? Ngươi có thể chia sẻ cho ta được hay không? Được rồi, trước tiên đem ngươi phải xem hết những thứ này. Ngươi đang đùa ta sao? Ta vẫn luôn nghe nói thứ ngươi dùng là một cây trường thương. Cây trường thương ấy hẳn phải là một thứ gì đó thú vị. Cho ta đi. Có cái gì bắt mắt đâu. Không phải nó là do các ngươi cho ta hay sao? Ấy, không nghĩ tới ngươi vẫn luôn dùng nó à? Cô nói cái gì? Không có gì, vũ khí hiện tại không xứng với người. Luyện cũng chưa luyện, pháp trận cùng với linh văn cũng chưa khắc. Vậy ta mượn ngươi 2 ngày luyện tập cho cường hóa nha. Có thể tùy tiện luyện như vậy. Nếu có hỏng thì cô không cần bồi thường. Hào phóng như vậy. Ta nghe nói đệ nhất đan hội sẽ đạt được một cái đạo đỉnh. Cũng cho ta mượn chơi vài ngày đi. Cầm đi, tùy tiện chơi. Hay là ngươi đem trả lại số linh thạch vừa nãy trả cho ta đi. Không bao giờ. Rốt cuộc tiêu chuẩn hào phóng của ngươi là ở nơi nào à? Mặc kệ, dù sao cũng không lỗ. Cảm ơn ngươi, Hạ Nghị. Hả? Còn có thể nhìn thấy ngươi.
Là tốt rồi. Ta đột nhiên nhớ rằng ta còn có việc khác đi trước đây. Ta đột nhiên đối với ngươi có chút ngưỡng mộ. Ta nghĩ vừa rồi không phải là do cố ý. Vừa rồi ôm cả nửa ngày, hiện tại lại là hôn. Đây đúng là tiền mất tật mang. Ngươi còn có mặt này hay sao? Không nghĩ người đầu tiên ta gặp khi trở về lại là cô ấy. Không nghĩ nữa, nhanh chóng về Thanh Phong thôi. Thanh Phong đại điện. Thanh Phong phái tham gia gặp gỡ 6 tiểu châu sớm đã có kết quả. Hiện tại, Thông Bách ta là phó trưởng lão của Vạn Âm Tông, xem lại ý tứ của các ngươi đi. Một cái tông môn to như vậy mà chỉ có thể lấy ra được vài cá nhân, thật không khỏi cảm thấy quá mất mặt. Người quyết định chính là Tử Tiên môn ta, cái tông môn nghèo túng, còn dựa vào việc gặp gỡ 6 tiểu châu thì có thể xoay mình hay sao, thật là nực cười. Ít nhất hãy để Tiểu Vũ gia nhập đội ngũ Tử Tiên môn các người. Án trưởng lão, cái này sao có thể? Đương nhiên, thực lực của Tiểu Vũ đối với bọn ta rất là có ích. Nhưng ngươi xem hắn to lớn như vậy, bọn ta vừa lúc đang thiếu một cái túi. Ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng thì sao? Ta hôm nay chỉ là đến thông báo, không thể nào thương lượng. Ca ca, huynh đi quá mức rồi đấy. Câm miệng, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện. Quá mức là như thế nào? Nếu cảm thấy khó chịu, có bản lĩnh thì đến đánh ta đi. Đờ mờ, là tên ngu xuẩn nào dám ra tay với ta? Đã lâu không nghe thấy những yêu cầu biến thái. Lực đạo đủ không? Hạ nghị. Ta là gia gia của người, còn gì chỉ giáo? Hạ nghị. Ta là đại biểu của Thanh Phong phái, tham gia gặp gỡ 6 tiểu châu không vấn đề gì chứ? Hạ nghị, nơi này là Vọng Hải phủ, là lãnh địa của Tử Tiên môn bọn ta. Cho dù ngươi có là ai, cũng không có tư cách mở miệng nói chuyện chỗ này. Thân phận, ta hiện tại lấy danh là đệ tử bình thường của Thanh Phong phái cùng ngươi nói chuyện. Ngại là không đủ lời nói. Giảng sư Đại Dễ học viện, quán quân 6 tiểu châu đan hội, Tam Đại Châu Linh Đan Sư, đấu chiến huyền tông đệ tử. Chọn một cái thích hợp đi. SOS. Có cái gì mà buồn cười? Ồm, xin lỗi, ngươi so với trước khác biệt quá, ta có chút không quen. Tử Tiêu Vận, ngươi câm miệng. Ngươi nên câm miệng là người, ta nhắc lại một lần nữa. Thống chi, ta không đến để thương lượng với người. Nếu không phải là ta xem trọng mặt mũi của tiểu Tử Tiêu Vận, ta không ngại để cho Vọng Hải phủ đổi một lãnh sự chủ mới đầu. Nhanh nhanh, hướng về phía Thanh Phong phái xin lỗi. Hừm, muốn ta xin lỗi bọn hắn, trừ phi. Xin lỗi. Ta sai rồi, tha thứ cho ta. Cút. Thù này ta nhớ kỹ rồi. Con muốn bị đánh. Ơi, bố mày sẽ quay lại. Chạy khá nhanh đó. Đa tạ, đánh đánh. Ơi, đừng khách khí. Ta phải đi rồi. Hạ huynh đã lâu không gặp. Để lúc sau hàn ôn lại chuyện cũ. Lời vừa rồi ta nói, ta sẽ đại diện cho Thanh Phong phái gặp gỡ 6 tiểu châu. Đây là báo đáp ân tình lúc trước của mọi người. Nếu có nhu cầu về đan dược, mọi người có thể tìm ta. Ta sẽ ở lại tại nội động phủ trước kia. Sư huynh, người về rồi. Mau tới đây cùng nhau tu luyện đi. Sư huynh. Không thể ngờ tới nơi này vẫn không có gì thay đổi cả. Ngươi có kế hoạch gì không?
nghỉ ngơi đến buổi tối, có đại sự phải làm. Buổi tối tử tiên môn. Ai? Là ta, đừng manh động. Hạ Nghị, người hôm nay đã đắc tội với tử tiên môn, sao còn dám đến nơi này? Đắc tội với hắn thì sợ cái gì? Có bản lĩnh thì kêu hắn tự tìm tới ta. Ta nghe nói, người và hắn cũng cùng cha khác mẹ, quan hệ của hai người không tốt hay sao? Khi nhỏ hắn đối với ta rất tốt, nhưng hiện tại ca ca của ta quá si mê thực lực và quyền thế. Mặc dù ta đã từng nói là sẽ không tranh đoạt, nhưng những trưởng lão ở trong tông môn bên cạnh của hắn cứ nói liên thao liên thuyên về thiên hạ. Hiện tại hắn rất hận vì không thể nào khiến cho ta chết. Cần ta giúp ngươi hay không? Những việc này không cần ngươi phải lo lắng. Đương nhiên chạy đến nơi này không phải chỉ để hỏi mấy câu này đúng không? Nói đến thì có chút lúng túng. Ta đến đây là vì muốn nhờ ngươi một chút chuyện. Chúng ta vào trong ngồi đi. Lúng túng tìm ta giúp đỡ. Đi vào trong ngồi. Đúng rồi, hắn muốn tham gia gặp gỡ. Với Lục Tiểu Châu thì yêu cầu thực lực phải tăng lên, mà thể chất của hắn lại rất đặc thù, cho nên phương pháp nhanh nhất là song tu. Sao có thể tùy tiện đáp ứng loại chuyện này? Muốn cự tuyệt không là cự tuyệt đến cùng. Hay là nói quá bất tiện, nhưng mà ta phải thích làm sao đây? Ta thật sự là rất muốn cự tuyệt. Cái đó, miễn cưỡng mà nói ta có thể đi. Không, không miễn cưỡng. Mời vào, đa tạ. Thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, ta còn có mang theo ni và rượu. Đến, uống một ni ninh tiểu trước đã. Không cần. Không phải ngươi nói thẳng vào vấn đề hay sao? Cái quái gì vậy? Cái này, hình như Tử Tiêu Vận cô hiểu lầm gì đó rồi. Ta chỉ muốn tìm cô để tâm sự nhàn thoại. Không phải là vì cái đó. Ủa? Ta nhớ ta còn có việc khác lên đi trước đây. Ơi đợi đã. Nhưng đây là phòng của ngươi à? Hạ Nghị, Hạo Thiên ta cảm thấy ngươi không phải là nam nhân. Ngươi câm miệng đi. Ta nói chỉ đến nơi này là vì muốn giấu tai mắt người ngoài. Mới vừa trở về Thanh Châu, nói không sẽ có người âm thầm quan sát hướng đi của ta. Ta muốn ở đây một thời gian, sau đó âm thầm rời đi, chuyển sự chú ý vào hắn ta. Sau đó thuận tiện nhấn vào Yêu Dục Ma Tông. Ta phải nói trước cho làng ấy biết mới được, nếu không sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Ơi, hãy quên nó, ngay bây giờ, uống một chút rượu, bất đắc dĩ phải rời đi. Vì giấu tai mắt. Cùng ngày ban đêm của Yêu Dục Ma Tông. Hạ Nghị, không cần đến gần thêm nữa có huyết mạch dao động. Phỏng chừng người này có loại, ngọc bội có thể tra xét vị trí của người. Người đến gần liền sẽ bị phát hiện, đối phương liền khẩn cấp thông báo. Chết tiệt, ta như này mà lại quên có thứ đó. Tốc chiến tốc thắng. Đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là ta trực tiếp siêu hồn. Hoặc là ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Đừng giết ta. Ngươi muốn hỏi cái gì? Viu Tuyết Nhi và Viu Hai Nhi hiện tại thế nào? Từ lúc bọn họ rời đi, bọn họ vẫn luôn. Từ lúc ngươi rời đi, bọn họ vẫn luôn bị nhốt ở Thanh Tâm Cung. Nhưng mà ngươi đến chậm rồi. Các cô ấy hẳn là đã rời đi đến Thanh Châu, chuẩn bị cho Lục Tiểu Châu gặp gỡ. Xem ra vẫn còn an toàn. Nhưng Tư Đồ Gia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tư Đồ Gia ở Thiên Dục Ma Tông có hành động kỳ quái gì không? Có, khi mới gia nhập tông môn, bước đầu tiên là kiểm tra thể chất do đại trưởng lão đánh giá. Sau đó đại trưởng lão lại đem ta đi trắc nghiệm một lần. Ngay lúc đó có một màn ta không nhớ rõ. Cô ta đẩy một loại tà vật gì đó vào trong cơ thể của ta. Tà vật kia đi một vòng trong cơ thể của ta, lấy đi không ít bổn nguyên, sau đó ta liền tỉnh lại. Nhưng đại trưởng lão lại bày ra bộ dạng thất vọng rồi. Không thích hợp làm được, Hạ Nghị.
cho ta một giọt tinh huyết và nói cho ta biết sinh nhật, bát tự cùng với lời sinh. Được thôi. Thiên Đinh Nịch, hồi phục thệ lục kỷ năm 11, trưa nguyệt 14, sinh ra giờ Tý, với Thanh Châu Lâm Phủ, Mộc Đằng Thành Sinh. Hạo Thiên có phát hiện cái gì hay không? Bát tự toàn âm, từ đồ ra luyện chế ma anh. Xem ra không phải vì chế tạo một sát binh khí đơn giản. Âm thầm hóa dược chuyển sinh, chi pháp đây là một loại tà thuật hiếm thấy. Tìm được bát tự toàn âm huyết mạch thể chất đều là thượng giai nữ tử mới có thể thi triển. Mà vì non hình, lấy ninh khí cùng với máu của toàn thân. Vì dược của bọn họ tưởng đã sống lại, nào ngờ nó chỉ là một đoạn tàn hồn. Huyết mạch của cô ta không đủ điều kiện, nếu ta đoán không sai. Vị chủ dược kia, nhỏ hơn 20, sinh ra ở Thanh Châu. Bát tự lục phương thuần âm, vì không phải là toàn âm, nhưng hẳn có thể chất đặc thù cùng truyền thừa huyết mạch. Thật ra, có người cực kỳ phù hợp với điều kiện, là Hai Nhi. Luyện ma anh khiến cho trăm vạn người Thuận Quốc phải chết, chính là vì muốn giết một người. Hơn nữa, hạ nghĩ, ta còn tưởng. Ngươi đang làm gì vậy? Lời ta nói đều là thật, ta không có lừa ngươi. Ở trên Vũ Nhì, hạ nghĩ, ngươi không thể nào tùy tiện giết người, mau giữ bản tâm của ngươi. Ta muốn ngươi xóa bỏ ký ức mà ngươi nhìn thấy. Sau khi xong việc thì ngươi có thể đi. Vâng vâng. Hạo Thiên, ta vừa rồi nào bị cái gì? Tại sao đầu óc của ta lúc đó chỉ muốn giết chóc? Ơi, ngươi bị sát ý ảnh hưởng quá nhiều. Sát ý đó chỉ có ngươi mới có thể kích hoạt được. Lúc đó ở Thuận Quốc, ngươi chẳng sợ trời mà lấy huyết khí để sử dụng. Ngươi dường như hấp thụ mọi thứ có năng lượng xung quanh ngươi. Lúc đó ta tưởng ngươi có đạo thể đặc thù bẩm sinh, xem ra hiện tại là do bên trong huyết mạch của ngươi thành ma mà hiện ra. Thành ma, nhưng huyết mạch của ta là Huyền Hoàng hiện tại, trải qua nhiều đại sinh sản như vậy, huyết mạch sớm đã bị pha trộn. Ngoại trừ Thái Hạo chi huyết, Viêm Hoàng đế huyết còn có ma huyết. Nói cách khác, ngươi có thể lựa chọn làm người, cũng có thể hóa lòng hoặc là giả thành ma. Thành thật mà nói, ta mong ngươi sau này có thể thức tỉnh Thái Hạo huyết mạch, mà không phải là ma tộc chi huyết. Yên tâm đi. Ta thậm chí còn không định kích hoạt huyết mạch nhân tộc của mình. Phải chăng rắn cũng có huyết mạch của Long Tộc, nhưng có hóa giao lại có bao nhiêu? Nhưng nếu ma huyết của ta tốt hơn nữa, ta cũng sẽ không bao giờ kích hoạt đâu. Lục Tiểu Châu gặp gỡ lần này nhất định là phải cứu Hai Nhi ra. Một tháng sau, Doanh Châu biên giới. Trong thiên địa không có một tia linh khí ở trong không khí, đều mang theo mùi máu tươi không thể lau tán đi. Nơi này chính là đại chiến tiên phàm năm đó, làm bị thương nghiêm trọng nhất địa vực hay sao? Không sai, đó là một trận đại chiến, làm tu chân giới, mai táng không ít cường giả cấp huyền hoàng. Tiểu gia hỏa thiên tinh thánh kia chính là chết tại đây. Ta nhìn hắn lớn lên. Hắn mang theo ta cùng đi vào nơi này, hiệp lực cùng thiên ninh cùng nhau tác chiến. Mà hẻm núi phân cách Lục Tiểu Châu với Tam Đại Châu. Mà hẻm núi đó là thần đạo cường giả nhất kiếm sở thành. Không ngờ đã trôi qua nhiều năm như vậy mà vết kiếm này vẫn còn lưu lại thần lực. Nếu là mạnh mẽ bay qua tuyệt đối sẽ chết. Tam Đại Châu tạo tòa kiểu này chỉ sợ là đại giới cũng không nhỏ. Hảo gia hỏa, đánh cả thiên địa. Nếu mà ta có thể đạt được cảnh giới đó thì ta có thể dùng thương thọc một cái lỗ khổng lồ hay không? Lâu ngày không gặp, phương thức chào hỏi sao càng ngày càng thảo phạt vậy? Ơi, Nguyên Khanh! Thiên nhất thần trảm! Ngươi còn dám xuất hiện, lần này ta nhất định là phải làm ngươi chết tại Lục Tiêu Châu gặp gỡ. Khi ta còn tụ khí kỳ lúc đó cũng có thể tính là có khả năng. Nhưng bây giờ ngươi phải chết ở chỗ này.
Chậm đã, tại hạ là đại trưởng lão của Thương Khuế, của Tàng Kiếm Tông. Các hạ làm như vậy, nghĩ Tàng Kiếm Tông ta mù hay sao? Lại là như thế nào? Hay là người khác đánh ta, uy hiếp ta, còn không cho ta trở về? Tàng Kiếm Tông người thực sự là không nói lý à? Giảng lý, cường giả vi tôn. Ta đây phải xem các hạ có đủ tư cách hay không. Hóa hư cảnh hậu kỳ của người, đánh lên người đúng là rất phiền toái. Nhưng người có chắc chắn có thể vừa đánh vừa bảo vệ hắn hay không? Dừng tay. Phía trên, Châu Kiều cấm động thủ. Nửa bước ngưng đan cường giả, tốc độ thật nhanh. Thế mà ta lại không cảm ứng được hắn đến gần từ lúc nào. Ta chỉ cảnh cáo một lần, lại có lần nữa giết không tha. Hừm, là do ngươi vận khí tốt. Ơi, qua cầu lại nói, chậm đã. Lúc sau khi qua cầu, chỉ có hạ nghị có thể mới động thủ, các ngươi không được. Đây là cái đạo lý mẹ gì vậy, vì cái gì? Hạ nghị, là lãi ninh đan sư, là nhân tài ưu tú của Tam Đại Châu ta. Mười cái ngươi so đều kém, ta hy vọng ngươi còn có điểm tự giác. Nếu không phục, chúng ta sẽ không quan tâm hiện tại mà đem xác của ngươi ném xuống dưới. Ơi, không nghĩ tới thân phận của ta lại tốt như vậy. Vậy thì ta không khách khí đâu. Ngươi còn không đi, lại muốn ngốc ở đây nào muốn làm sao? Đương nhiên là chờ các ngươi lại đây, có thể đơn phương đánh ngươi thật sự là rất thoải mái. Sao ta có thể bỏ lỡ được? Mẹ nó, hay chúng ta thay đổi địa phương đi. Chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, vừa rồi đa tạ tiền bối đã tương hộ. Chuyện nhỏ, người của Tam Đại Châu sẽ không dễ dàng để những kẻ này khi dễ. Đại sự bất hảo, đại sự bất hảo. Thất tinh nghịch chuyển. Ao điểm chi khí tụ mặt bất ca. Có đại sự phát sinh. Tô linh khí, sứ tần sinh cũng là diệt. Họa loạn chi thủy, họa loạn chi thủy. Vạn vật hữu linh, thiên linh địa linh. Nhân linh tiên linh, phổ linh ta cũng linh. Ơi, tới tới, tiền bối người đó là. Ơi, kẻ điên từ đâu ra không biết sao lại ở đây. Trên người của kẻ điên không hề có tu vi, sao lại lưu lạc địa phương này? Hạo thiên người có thể nhìn ra cái gì hay không? Không biết, những người này dường như có cường ninh phi. Có cường ninh phi thường chi lực, năng lực chỉ sợ là không dưới ta. Hắn điên như vậy, có thể là do đụng vào cấm kỵ nào đó, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Địa phương này không phải là nơi mà ngươi có thể đến. Mau chạy nhanh ra ngoài. Biến mất rồi. Không đúng. Thông thiên thích địa. Thông đạo thông loan. Vô dục vô cầu chính là hắn ta. Ơi, làm người nhưng lại phúc trạch thế điền, vì ma cũng họa khắp thiên hạ. Không hiểu ha, không đáng giá ha. Kỳ thiên tâm chất, cả đời chi kiện, vì trảm lưu thần, uyển chi bất thờ, ngươi vì sao lại hộ mặt? Đế hạ, trảm đi. Đế hạ, ai trảm ai? Hạo thiên, đừng lên tiếng, ta đang suy tính. Hạ nghi nhân quả mạt biến. Vô luận như suy tính như thế nào đều là lão bộ dáng. Nhưng vì cái gì ta lại bất an như vậy? Giá đoạn thiên thành. Đến tột cùng có chuyện gì đang xảy ra vậy?